Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đôi hình ảnh về cái nhóm mèo vô cư của mình. Mời các bạn đón xem. Cái con sâm em này nhiều lúc nó nhớ rừng hay sao á, cái đầu nó trèo lên cây, nhìn mặt thì chắc con không hiện đâu nha. Nó hay chưa, nó bay như sóc luôn. Nó tính trèo lên trên hàng rào nó hai chấm ướp. Trèo ghê không, nhưng mà bây giờ mình rào lưới lại rồi, lưới nhỏ hơn nó không có lột được. Ba màu này thì vẫn khoái ra mấy cây là lớn không nổi nó luôn. Đây là cuộc chiến của hai cái em này nè. Cái này là sắm bớt nè, sắm bớt với lại vàng nhí vàng, mà cái bữa mà cái cô da trai lượm mới với cộng cậu á. Cái này là vàng nhí, có hai vàng mà con này đang lớn, vàng lớn hơn xíu, còn có con nhỏ hơn nữa. Vàng này con máu chơi lắm nè, nói không, song phi rất là mạnh luôn, ôm ốm ốm rồi chứ song phi mạnh lắm. Xong cái nào là con sám là ngã luôn chứ đâu là giỡn đâu. Nhưng mà người con sắm bớt này nó nặng hơn. Con này thì nó ốm hơn, nhưng mà con này máu chiến hơn, không có sợ đau. Sắm bớt thì hơi ú hơn, nhưng mà cũng khó ăn với con này lắm. Mà đây là con vàng, nó giành cái rổ đỏ đó. Cái rổ này là của con vàng, con sắm bớt này tính giành này, nên nó chiến nên nó đuổi đi á. Rồi cuối cùng thì cũng đuổi được con sắm bớt đi. Đây là con báo đốm đang ngồi ngắm nắng. Cái chỗ này là chỗ của con hư mắt á, nó ra nó dành á. Mới sáng ra dành ở đây nè. Vàng này là nhóm của con ba màu nè. Nó có ba con. Con vàng sân đốc nó vô nó dành ở nhà giấy của nó luôn. Bữa thì nằm ngủ ở trong, có bữa thì ra nằm rổ. Thay đổi liên tục. Này là anh em nhà nó nè. Trời ơi, nhìn đôi mắt si tình của anh đốm nè, đang mơ màng vào nơi đâu không biết nữa. Hồi trước là anh hay lên nóc nhà lắm, bây giờ mình rào kín lại rồi, giờ anh buồn, lâu lâu buồn tình.
Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.